Gắn kết giữa đạo và đời là phương châm mà Chư Tăng Ni Phật giáo Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua. Đặc biệt những ngày cận kề rằm tháng 8, các chương trình an sinh xã hội mang Tết Trung Thu đến cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa lại càng được Phật giáo các cấp quan tâm hơn bao giờ hết. Từ nhiều ngày nay, hơn 1.000 phần quà được Chư Tăng và Phật tử Chùa Linh Quang cần mẫn chia phần cả ngày lẫn đêm. 365 ngày mới có một ngày Tết Trung Thu nên ai cũng háo hức mong chờ những phần quà này mang đến niềm vui cho các em nhỏ. Chương trình thể hiện phần nào sự quan tâm của Chư Tôn Đức đến các em học sinh nơi biên cương xa xôi, những điểm trường còn vô cùng khó khăn. Các điểm trường ở vùng biên giới Tây Bắc là những vùng xa xôi, cách xa thành phố, ở đấy dân cư thì thưa thớt. Các em rất là khó tiếp cận với lại các cái đoàn từ thiện. Cho nên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên năm nay là chọn các cái điểm trường ở các cái vùng bản làng hẻo lánh để đến thăm và tặng quà các em. Ngày Tết của các thiếu nhi của các cháu là rất thực sự là ấm cúng và vui vẻ, và cũng một điều ngày thật sự là có ý nghĩa đối với các cháu mầm non, đặc biệt là các cháu mầm non, vì tại gia đình và địa phương thì cũng ít gia đình được tổ chức các cuộc Tết thiếu nhi cho các cháu. Trải qua quãng đường hơn 20 km từ chùa Linh Quang, đoàn đã đến điểm trường mầm non xã Mường Phăng. Sự mừng rỡ hiện rõ trên từng gương mặt ngây thơ, non nớt. Những câu ca rước đèn trông trăng ngân vang làm rộn ràng cả một bản làng Tây Bắc. Bên cạnh đó, đoàn còn đến thăm và trao quà cho các em học sinh nội trú tại Trung học Phổ thông Thanh Nưa. Xa gia đình để đi học, nhưng không gian ấm cúng ngày hôm nay đã phần nào xoa dịu sự thiệt thòi đó. Phật giáo tổ chức Trung Thu cho các em học sinh là một hoạt động tôi nghĩ rằng nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó không chỉ là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, mà là một nét đẹp văn hóa truyền thống rất đáng được trân trọng và gìn giữ. Và tôi nghĩ rằng món quà nó chính là một cái sự quan tâm, sự sẻ chia rất kịp thời tới các em học sinh. Và tôi cũng hy vọng rằng các em sẽ có thể cảm nhận được nó, sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để tiếp bước trên con đường học vấn. Khi nhận được món quà Trung Thu từ quý thầy, chúng em cảm thấy rất là vui, vinh dự và phấn khởi. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy đã luôn quan tâm và dành cho chúng em những phần quà thật ý nghĩa. Em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt, phấn đấu để không phụ lòng quý thầy. Mặc dù chỉ là những phần quà giản đơn, nhưng đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa hết sức to lớn, đưa Tết Trung Thu về với các em học sinh vùng biên cương, khích lệ tinh thần cho các em nhỏ vượt khó, và một cái Tết Trung Thu ấm áp, trọn vẹn sẽ là những ký ức các em không bao giờ quên khi nhớ về tuổi thơ của mình.